Hello, được coi nhật báo.com, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cứ cầu nhà hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 30.000 trên một đơn hàng nha. Ship toàn quốc, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là em cứ ghi trên màn hình nha. Rồi đầu tiên em xin phép lên đây, số điện thoại đây. Số này là số Zalo nha mọi người. Rồi, đầu tiên mã số 1 nha. Rồi, mã số 1 đầu tiên là một cuộn cước Rồi đầu tiên mã số 1 là giới thiệu cho anh em là một dòng cước Shimano này, dòng là dòng Batera này. Dòng này anh em về làm trục câu đại hay là câu máy cực kỳ đã luôn, sức tải là 12 lb nha. Dòng này cực kỳ chắc khỏe, dành cho anh em câu máy đầy đủ thắng, nó cực kỳ cao này, nó có dịch ra tiếng Việt này, là loại bộ dây đặc biệt đảm bảo sự vận hành tốt cho máy cách chống gối cải tiến nha. Luôn để trong điều kiện tốt nhất của Shimano. Dòng Shimano thì anh em biết rồi, loại này là 0.25, là dây 2.5. Đấy, sức tải là 12 lb, 12 lb là 6 kg, dây màu trắng nha. Rồi, cuộn này là 0.25 này. Đây, em bóc ra là thế này đây. Hai cuộn này là cuộn 0.25 này, hàng chưa qua sử dụng nha mọi người. Đấy, sức tải cực kỳ cao luôn. Rồi, hai cuộn để cho anh em giá bao nhiêu? Hai cuộn để cho anh em giá chỉ có 300k. 300k hai cuộn nha. Shimano loại này là 0.25, mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Rồi tiếp tục mã số 2 nha. Mã số 2 tiếp tục là em cũng dòng này là dòng Batera nha. Dòng này là cũng của thằng Shimano, dòng Phantom Poker nha. Dòng này thì chính hãng Shimano này, hàng chưa qua sử dụng này. Sử dụng công nghệ UV này, sử dụng công nghệ dây này là dây đời mới nha. Đây là dây cực kỳ chắc chắn luôn anh em nhìn này. Rồi có giật ra tiếng Việt y như dây hồi nãy luôn, nhưng mà dây này là dây màu cà phê nha. Dây màu cà phê. Đó, nói chung là theo như em biết là cái dòng màu á, nó thường thường nó tốt hơn dòng màu trắng nha. Rồi, dòng này thì hai cụm này là độ dài là 500m, cụm này là 250m, cụm này là 250m. Sức tải là chuẩn 5 kg nha, 10 lb. Rồi hai cụm này để cho anh em giá cũng chỉ có 300k, mã số 2 nha. 300k hai cụm Shimano là độ dài 500m, hàng chưa qua sử dụng. Đấy, chưa bóp siêu. Mã số 2, tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng tiếp tục là dòng Shimano, nhưng mà dòng này cũng là dòng màu trắng này, cũng Batera, nhưng dòng này dòng CP, dòng kia là BV. Đấy, dòng là cũng là Phantom nha. Dòng Phantom nha, phòng Phantom thì những là trong là những dòng cao cấp đây, sử dụng công nghệ UV này, hàng chưa qua sử dụng chưa bóc siêu luôn đấy. Rồi hai cuộn này là 500m dây, 250m, 250m. Rồi hai cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Hai cuộn này mã số 3 vẫn để cho anh em giá chỉ có 300k thôi. Tiếp tục mã số 4. Rồi mã số 4 tiếp tục là combo về cho anh em câu đài đấy. Rồi mã số 4 là đầu tiên là một cuộn trục này, một cuộn đồng trục Shimano này, loại này đây, dây màu trắng thế này đây nha. Đấy, dây của Shimano này, của chính hãng Shimano này. Đấy. Dòng này thì 0.22, độ dài là 250m, hàng nội địa Nhật nha. 0.22, độ dài là 250m, một cuộn này. Loại này làm trục nha. Một cuộn lùm trục. Tiếp tục là một cuộn cuộn thẻo. Rồi, đây. Cuộn nó bóc ra là thế này đây. Đấy. Em sẽ dở cho mọi người cũng nguyên siêu như thế này nha. Rồi 0.25 này, dòng này anh em về làm trục cực kỳ đã luôn, dòng Shimano. Rồi cuộn này là 0.25, độ dài là 250m, sức tải là 10 lb, hầm chưa bóc siêu luôn. Rồi cuộn này là 1.2 này, 1.2 flow carbon là 0.18, sức tải là 7,4 kg nha. Flow carbon là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và không bị xoắn. Tiếp tục là dòng cước thẻo 1.0, dòng Touray 50m. Rồi 250m, loại này là 100m nữa là 350m, 350. Dây này là dây carbon này, dây này là dây flow carbon nha, của thằng Fisherlite. Còn dây này là của thằng Touray nè. Rồi là 400 mấy dây rồi nha, 400 mấy dây. Rồi thêm này một cuộn 0.20 nữa, cũng là cước flow carbon của con bò cạp, dây này dây màu trắng. Rồi combo anh em 4 cuộn dây màu trắng này giá bao nhiêu? Mã số 4 để cho anh em giá là 4 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Chỉ có 400k nha, mã số 4. Mấy dòng này đánh cực kỳ đã luôn. Tiếp tục mã số 5. Rồi mã số 5 tiếp tục là cũng là combo dành cho anh em câu đài, dây hơi lớn hơn một chút xíu. Rồi mã số 5 tiếp tục là loại này là 0.25 này, loại này là 0.25, độ dài là 250m này, dòng Batera này, dây là dây màu trắng này. Rồi thêm thêm một cuộn loại 2.5 này. Rồi loại này là 2.5, loại này 2.5 rồi.
Rồi, mã số 5 là combo dành cho anh em là 4 cụm nha. Đầu tiên là một cụm Shimano này, một cụm Shimano loại này là 0.20 dòng Tecmizum nha. Dòng này về anh em câu đài là cực kỳ đã luôn. Loại này là 100m nha. Rồi cụm này để cho anh em ra. Đây, cụm này 100m nha, một cụm này. Một cụm Shimano là 0.25 là dây là 2.5 nha. 0.25 là dây 2.5. Độ dài là 250m, cụm này là 2.5, 0.26, sức tải là 9.3 kg. Loại này là cước flow carbon, tàng hình dưới nước mềm mịn và không bị sắn. Tiếp tục cụm này là cước Shimano, dòng này là flow low carbon, dòng blender, dòng Shipier nha. Shipier này, loại này là made in Japan Shimano nha. Rồi combo này 4 cụm này. Cụm này 250m, cụm này là 100m, cụm này là 100m và cụm này là 50m. Rồi combo anh em 4 cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Mã số 5 để cho anh em giá chỉ có 350k. Tiếp tục mã số 6. Rồi, tiếp tục mã số 6. Rồi, mã số 6 dành cho anh em về. Rồi, số 6 tiếp tục là em có dòng dây chuyên về cho anh em đánh biển, đánh nước ngọt nha. Loại này là 0.45 này. 0.45 là sức tải 35 lb, độ dài là 250m, sức tải đây. Cụm này là bình thường là 200.000 trên một cụm nha. Dòng Spectro này, dòng này đi lông 100% nha. Dòng này thì câu thẳng nha, không bị xoắn. Rồi, cụm này là 0.45, một cụm này. Tiếp tục, cụm này cũng 0.45 này. Đấy, 0.45, độ dài là 250m nè. Đấy, hai cụm là 400m chai. Thêm bên em một cụm 0.45. Rồi, thêm bên em một cụm 0.42 nữa. Một cuộn 0.45 nữa đi, 0.45 300m nữa. Rồi tổng chiều dài là 500m dây để cho anh em giá bao nhiêu combo này, để cho anh em 500m dây. Đấy, loại này thì 300m nè, loại này 200m là 200m. Rồi combo này để cho anh em giá là chỉ có 300k thôi. Mã số 6 300k nha. Đây, dòng ni lông Super này. Đấy, dòng này thì 200m, tất cả hàng chưa qua sử dụng nha. Mà hàng Nhật Bản có hai dây nè, màu xám dây này, dây màu xanh nha. Đều là một dòng của nó luôn. Rồi mã số 6 để cho anh em giá chỉ có 300k. Tiếp tục mã số 7. Rồi, mã số 7 là dành cho anh em nào mà thích dòng nội địa, mà dòng 7 màu, dòng tắc kè này, dòng mà ngày xưa là người ta có dòng cung nhện á, là nồi đồng cấu đá siêu bền, thì có gì bên nó có dòng này nè. Dòng này cũng cực kỳ đã luôn. Là dòng Banat. Đây, dòng Deco nha. Đây, Deco này dành cho anh em săn hàng đánh cá lớn này. Loại này vừa làm trục vừa làm thẻo nha. Loại này là 0.55, sức tải là 24 kg, độ dài là 90 nè. Dòng Super Powerline nha. Dòng Super Powerline Deco nội địa Nhật Banat nha. Đây, dòng này là Japan nha. Đây, đấy, dòng này là được sản xuất tại Nhật nè. Mã QR barcode nè. Đấy, của dòng nó luôn. Đấy, cụm này là cũng 7 màu nè. Hai cụm này màu giống nhau nè. Cụm này là 0.55 luôn. Sức tải 24 kg, hai cụm. 0.55 là tương đương với cước số 10 nè. Hai cụm. Rồi, và một cụm... Rồi, một cụm 0.50. Hai cụm này là 0.55 này, 0.55 để em kiếm cụm lớn hơn, 0.55 luôn. Rồi, cụm này cũng 0.55, 200m nữa nè. Rồi, combo anh em 3 cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? 3 cụm này nè, để cho anh em giá chỉ có cụm này là 200m, 0.55, sức tải là 44 lb. Cụm này là 0.55, đấy. Đấy, dòng Deco là dòng Japan nha mọi người. Đấy, rồi. Ba cụm này là chiều dài là 380m, để cho anh em giá là 250k. Mã số 7 đi, mã số 7 250. Tiếp tục mã số 8. Rồi, mã số 8 tiếp tục là dòng Deco này, loại này là 0.33 này. 0.33, sức tải là 10 kg, độ dài là 150m này. Hàng này cũng là Japan nha, mã QR của nó này. Tiếp tục loại này là 0.25. 0.25 là sức tải là độ dài là 100m. Cụm này là 150m, là 250m nè. 0.25 là dây 2.5, 0.33 là dây số 4, 0.33 là dây số 4. Rồi, 0.38 là sức tải là 16 kg, độ dài là 100m. Rồi, cụm này là 0.33, 0.25, 0.38. Tiếp tục.
Rồi, cuộn này cũng 0.33 nữa, 150m. Rồi combo anh em 4 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Rồi 4 cuộn này để cho anh em giá là cực kỳ rẻ luôn, 230k thôi. Đây cô nào địa nhạc nha, Sapan. Đây cô nào địa nhạc Sapan nha, màu nó đây. Cuộn này là cuộn màu xám này, cuộn này là cuộn màu đen, cuộn này là cuộn màu trắng này, cuộn này là cuộn màu xám, trắng xám này. Đấy. Đấy. Đấy, combo anh em 4 cuộn này nha. Hàng bãi có hai vậy á, mẫu kiểu mẫu màu. Rồi mã số chia, mã số 8. Combo anh em 4 cuộn này 230k thôi, mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Rồi tiếp tục mã số 9 nha. Mã số 9 tiếp tục là em có dòng rồi. Mã số 9 tiếp tục là dòng Deco nữa. Dòng Deco loại này là 0.47 nè, sức tải là 22 kg, độ dài là 150m nè. 0.47 là tương đương với cước 7.5 nè. Rồi, đây là dòng cước PE nha mọi người. Cước PE là sao? Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE giúp dây cực kỳ chắc khỏe. Loại này là 10 cuộn nhưng mà mỗi cuộn có 20m. Đúng rồi, 10 cuộn 20 mẫu cuộn 20m, dây này dây liền với nhau là 200m, cuộn này là 150m, cuộn này là 200m nè. Là cước PE nha mọi người, 0.45 0.50. 0.50 là dây số 8, dây này dây số 7 nè, hai cuộn. Tiếp tục là cuộn này là dây số 0.47 nữa nè. 0.47 độ dài là 150m. 150m là rồi thêm anh em là 500m dây rồi nè. 500m dây. Số 7 rồi thêm anh em một cuộn thẻo về cho anh em là đây. Một cuộn thẻo nữa nha. Loại này là 0.37 là cước và lau carbon, là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị sắn. Mấy dòng này anh em về làm thẻo câu cá siêu nhạy luôn. Rồi, combo anh em mã số 9 này để cho anh em giá bao nhiêu? Combo này để cho anh em giá là chỉ có rồi 250k luôn nha, 250 mã số 9, 250. Tiếp tục mã số 10. Rồi, mã số 10 tiếp tục lại em có một dòng Shimano này, loại này là Shimano dòng Batera, là dòng cao cấp này. Loại này là 0.50 độ dài là 150m, sức tải là 35 lb. Loại này là 0.50 độ dài là 150m, sức tải 35 lb. Rồi hai cuộn này là độ dài là 300m dây nha. Dòng này là Shimano sử dụng công nghệ này UV này, Batera này. Dòng này là chất liệu carbon nha, dây cực kỳ chắc khỏe. Rồi 35 lb hai cuộn là để anh em giá bao nhiêu? Mã số 10 nha. Mã số 10 này để cho anh em giá là 300k hai cuộn nha. Mã số 10 cước Shimano. Tiếp tục mã số 11. Rồi, 11 là tiếp tục lấy giới thiệu anh em là một dòng carbon cực kỳ trâu bò luôn. Rồi, loại này là số 5 này, độ dài là 200m, là cước màu đen nha. Dòng này là flow carbon tiếng Nhật này. Dòng này cũng thẳng nha, không bị sắn nha. Dòng này cũng là Banat hàng đầu điện Nhật luôn. Đấy, Banat Japan nha. Đấy giờ flow carbon này, một cuộn này. Tiếp tục là loại này là số 5 này. Số 5 là 100m, loại này là 200m, là 300m dây này, là cước flow carbon này, là dòng cước đây. Dòng này thì anh em thích hợp cho anh em câu biển nha. Dòng này rất cực kỳ hay luôn. Rồi, cuộn số 5, cuộn số 6 và cuộn 4.5 này. Đấy, cuộn 4.5 nha. Rồi, combo này để cho anh em giá bao nhiêu? Combo này để cho anh em giá chỉ có sale anh em sập sàn luôn. Để cho anh em giá chỉ có 300k. Là một cuộn số 5, một cuộn số 4 200m flow carbon. Đấy, ba cuộn màu đen này nha. Ba cuộn màu đen này thích hợp về cho anh em câu nước ngọt và câu nước biển cực kỳ hay luôn. Nhìn vậy chứ xuống nước nó cũng dạng như nó hòa với nước á, rất là đã luôn. Rồi mã số 11 này, combo này để cho anh em giá là 300k cước flow carbon nha. Dòng cước này, dây này không bị xoắn nha, mềm và không xoắn. Mã số 11. Tiếp tục mã số 12. Rồi, 12 tiếp tục là dòng flow carbon này. Dòng này là cước PE. Rồi, loại này là flow carbon này, loại này là 0.45 là flow carbon 100% này. Dòng này là dòng của Badbury này. Badbury dòng này là của thằng Mỹ nha mọi người. Hàng USA nha. Rồi loại này là sức tải là 40 lb, là 18 kg, 200m. Rồi loại này là 100% flow carbon này. Thấy anh em thấy chữ carbon không? IE nha. Dòng này thì cực kỳ con ngon này. Loại này là số 7 này. Số 7 rồi thêm cuộn loại này là không cho cước bẹ flow carbon luôn. Flow carbon tiếng Nhật. Loại này là dây màu xám này. Màu trắng xám này. Rồi hai cuộn này. Cuộn này là 200m, cuộn này là 200m, nữa là 400m dây. Rồi hai cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu?
hai cuộn này để cho anh em giá là 250k thôi, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. Rồi, 13 thì em có mấy dòng PE nha. Rồi, 12 tiếp tục là em có combo này. Combo hai cuộn PE này, loại nào là loại số 1 này. Loại nào là 1.5 nha. Loại nào là số 1, loại này 1.5 này, cuộn này là 350k, hai cuộn là 300 là hai cuộn này là 700k nha. Anh em lấy hai cuộn là em bao ship cho. Đấy, dòng này là dòng đây, dòng này là dòng Omizum. Dòng này là PX8 nha. Đây, dòng này là của thằng IGK này. Đây, IGK hàng Japan nha. Đấy, nói chung là đấu rẻ thì bán rẻ thôi. Đấy, dòng này thì đánh cũng cực kỳ ngon luôn. Loại này là IGK mà, một trong những hàng thương hiệu dày hàng đầu thế giới mà. Rồi, loại này là có mã QR code nè. Độ dài là 150m, hàng này hàng Japan, sức tải là 10kg nha, made in Japan này. X8 Omizum. Rồi, cuộn này để cho anh em giá là hai cuộn này, cuộn 1.0 và 1.5 đều là dây màu xanh nha, cực kỳ mịn màng luôn. Rồi, hai cuộn này để cho anh em giá là 700k cả ship. Rồi, thêm anh em một cuộn mà về anh em để làm lander nha. Thêm anh em một cuộn đây. Thêm anh em một cuộn Big Bull, loại này là 7.0, độ dài là 100m, sức tải là 16kg, về anh em làm lander nha mọi người. Dây này là cực kỳ chắc khỏe luôn. Dây Shimano cực kỳ chắc khỏe luôn nha. Rồi, hai cuộn này 700k để cho anh em tặng thêm anh em một cuộn Big Bull 7.0, độ dài là 100m, sức tải là 16kg, mã số 13. Tiếp tục mã số 14. Đây, 14 tiếp tục lại cũng dòng đây, cũng dòng Omizum nha. Dòng này là số 2 này, độ dài là 150m, sức tải là 18kg. Dòng này thì đây, dây cực kỳ mịn màng luôn nè. Đấy. Đấy, dòng này là loại X8 nha. Đấy, mã QR code nè. Sức tải 18kg, mũ dài là 150m Omizum X-Bander made in Japan. Đây, IGK này made in Japan nha. Đấy, hàng chưa qua sử dụng. Hàng này còn mới long lanh luôn. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 350k. 350k bán tặng cho anh em thêm một cuộn lander nha, một cuộn sóc lander về cho anh em làm thẻo nè. Loại này là sóc lander nha mọi người. Đây, loại này là flow carbon lander về cho anh em làm thẻo câu cá lóc, làm khúc lander á. Rồi, loại này là số 9, độ dài là 100m của Shimano. Cuộn này số 2 tặng thêm cuộn này 100m nữa. Rồi, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 350k, mã số 14. 350. Tiếp tục mã số 15. Rồi, 15 tiếp tục là loại này là dòng đây. Loại này là 2.5 này, sức tải là 22kg, độ dài là 150m nè. Đây, dòng này thì đây. Dòng này là PE nha mọi người, PE 150m, sức tải là 22kg, PE8 dây đây. Dây siêu mịn luôn. Đấy. Đấy, dây siêu mịn, dây màu xanh thế này nha. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cũng giá chỉ có 350k, 150m, 2.5, sức tải 22kg. Rồi, dòng là IGK made in Japan nè. Rồi, mã số 15. Cuộn này để thêm anh em một cuộn lander. Thêm anh em một cuộn flow carbon đây. À, cuộn này thêm cho anh em một cuộn PE nha mọi người. Đó, một cuộn PE này, loại này cũng là một. Đây, PE này là về PE lander nha mọi người, độ dài là 100m này, dây là dây màu xanh nha. Dây này là dây 1.5 này. Rồi, hai cuộn này là 350k, tặng thêm cuộn này nữa. Giá vẫn chỉ có 350k thôi. Đấy, cuộn này 100m, cuộn này là 150m nha, mã số 15. Giá chỉ có 350k. Tiếp tục mã số 16. Rồi, 16 tiếp tục là combo dành cho anh em câu đài. Rồi, về cho anh em săn hàng nha. Rồi, tiếp tục là loại này là dòng cước flow carbon, chuyên cho anh em câu chép, câu biển. Là dòng này nếu trong mà anh em câu chép thì cực kỳ nhạy nè. Dòng Super Fishing Line, loại này là 7.0, là 0.45, là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị sóng nè, 7.0. Tiếp tục là cuộn này là 8.0. Rồi, cuộn này số 7, cuộn này là số 8. Số 8 là sức tải 21kg, là 0.50. Hai cuộn này là độ dài là 100m. Rồi, tiếp tục là loại này là số 9 nè. Rồi, tiếp tục là cuộn này là cước flow carbon số 9 này. Dòng này nó cũng hay lắm. Dòng này nó cũng dạng như nó tàng hình vậy. Anh em nhìn nó cũng thế này là màu đen thấy không. Nhưng mà khi anh em mở ra là anh em nhìn nó màu trắng đen chứ không phải là màu đen nha. Cước carbon nó hay lắm. Nói chung là nhặt nó làm tinh tế lắm nha. Đấy, rồi, hai cuộn này nữa để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này là 90m, cuộn này là 100m, cuộn này là 100m. Rồi, combo anh em ba cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Chỉ 300k là anh em có dòng cước flow carbon tàng hình mềm mịn và không bị sẵn, mã số 16. Tiếp tục mã số 17. Rồi, 17 tiếp tục là combo dành flow carbon. Đây,
Tiếp tục là flow carbon này, loại này là loại số số 8 này, 150 m, sức tải là 16 kg, dây màu trắng này. Nhiều anh em tìm dòng mài mà tìm màu dây màu trắng này đấy, nhưng mà tại vì anh em cứ suy nghĩ là anh em nhìn thế nào màu đen, nhưng mà đây dây nó tàng hình nên là anh em cũng rất là hay này. Đây anh em thấy không, nó thành màu trắng chứ không phải là màu màu đen nữa đâu, thấy không? Rồi cũng này là số 8 này, mã số 17, số 8 150 m, sức tải là 16 kg, dây là dây màu trắng. Một cuộn này, một cuộn tiếp tục là cuộn flow carbon này, số 10, à số 1. Tiếp tục đây, loại này là flow carbon tiếng Nhật này. Tiếp tục là loại này là flow carbon và spear nè, dòng spear này đánh cực kỳ đã luôn. Dây này em nói là bao kéo cá cho mọi người luôn nha. Rồi loại này 8.0 50 m, sức tải 19 kg, dây màu trắng. 8.0. Tiếp tục loại này là 10.0 này. À, số 10 này, số 10 là 50 m, sức tải 23 kg, là 0.60 này, dây màu trắng này. Hai cụ này, cụ này, cụ này. Đấy, số 10, số 8 và số 9 nữa. Rồi combo anh em vừa bán. Rồi combo sale anh em giá là 4 cuộn này, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 300k. Đấy. Số 9 này, 50 m, sức tải 21 kg nha. Dòng này là flow carbon nhân lander. Mấy dòng này là dòng flow carbon tàn hình dưới nước mềm mịn nha. Mã số 17. 3 cuộn, 4 cuộn này để cho anh em giá dàn về cho anh em săn hàng nha. Là 3 cuộn này là 150 m, cuộn này 50 m này, 50 m, 50 m, cuộn này là 200 m, là 350 m, mã số 17. Giá 300k. Tiếp tục mã số 18. Rồi. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cuộn flow carbon, loại này là 0.4. Độ dài là bao nhiêu mét? Độ dài là 500 m, là 0.10 mm này, là dòng cước sao? Là dòng cước flow carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và không bị xoắn nha. Loại này là 0.4. Đây. 0.4. 3.8 kg, là 0.10 nha. Đấy, dây là dây flow carbon này, anh em nhìn sợi dây này. Cái cụ này là chuẩn 500 m cho mọi người nha, không phải là thiếu đâu. Đây, tại vì nó một size, nhưng cụ này số 7 là nó đầy, nhưng mà cụ này là số 1 thì dây nó nhỏ thì nó ít lại này thôi. Rồi, cụ này là độ dài chuẩn 500 m cho mọi người, độ dài mã số 18. Cụ này để cho anh em giá bao nhiêu? Cụ này để cho anh em giá là 400k. Loại này là 0.4 nè. 0.4. Rồi. 0.4. Rồi, cuộn này 0.4 mã 18 này, tặng cho anh em thêm một cuộn loại này là 1.0 nha. 1.0 cũng flow carbon. Tiếp tục là cuộn này là Turai này, Turai loại này là 0.6 nha, là 0.12, 50 m. Cuộn này 500 m, cuộn này 50 m, cuộn này 50 m, rồi tổng chiều dài là 600 m dây. 600 m dây nha. Loại này thì ba cuộn này là chưa có cuộn nào làm trục nha. Chưa có cuộn nào làm trục, để em kiếm thêm anh em một cuộn về làm trục nha. Rồi. Rồi mã số 18 nha. Rồi thêm anh em một cuộn về làm trục này. Loại này là 2.5, sức tải là 9.3 kg, độ dài 2.5, là cước flow carbon. Rồi combo anh em 500 m, 600 m, 700 m dây, để cho anh em giá bao nhiêu? Để cho anh em giá là 450k thôi. Mã số 18, 450 là tổng chiều dài, tổng anh em có 4 cuộn nha. Tiếp tục mã số 19. Rồi 19 tiếp tục là cũng flow carbon. Đây, loại này là 1.0 này, là tương đương với lại sức tải là 6.7 kg, là tương đương với 0.16, độ dài là 500 m. Rồi cũng là dòng cước flow carbon tàn hình dưới nước mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha. Rồi loại này là 1.0. 1.0. Rồi, cuộn này 1.0 này, độ dài là 500 m, 0.16. Rồi thêm anh em một cuộn số 3 này, 0.28, độ dài là 100 m. Hai cuộn là cước flow carbon màu trắng, là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị xoắn. Rồi hai cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Hai cuộn này thì chuyên về cho anh em cũng câu rô phi, câu chép, câu biển. Đấy. Mấy dòng này là dòng cước tàng hình mềm mịn nên cá rất là nhạy ăn nha. Mã số 19 để cho anh em giá là 400k. Mã số 19 hai cuộn nha. Hai cuộn là 600 m dây. Tiếp tục mã số 20. Rồi 20 tiếp tục là một dòng cước flow carbon dành cho anh em về câu biển, hoặc là anh em câu làm trục. Đấy, hoặc là anh em làm thẻo câu chấm đen, câu chép nha. Loại này là Super Fishing Line này, dòng này là dòng cước sao? Anh em nhìn về sợi dây này màu trắng này, là dòng cước flow carbon tàn hình dưới nước mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Rồi cuộn này 5.0. 5.0 để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này 5.0 để cho anh em giá là 400k nha. 400k là dòng cước flow carbon này, tàn hình dưới nước mềm mịn và không bị xoắn.
Rồi loại này là 5.0 là tương đương với lại 0.37, tương đương với 0.37 nha. Rồi thêm anh em một cuộn flow carbon số 4 này, flow carbon số 4 là 0.32, sức tải là 12 kg, rồi cuộn này 500x 400k, tặng thêm một cuộn flow carbon super fishing line luôn, hai cuộn giống nhau luôn. Rồi để cho anh em giá là chỉ có một cuộn số 4, một cuộn số 5. Cuộn này là 500x này là 0.37 này, anh em mình nhìn size dây này, loại này là 4.0 là 0.32, sức tải là 12 kg, rồi hai cuộn. Rồi hai cuộn này để cho anh em giá là mã số 20. Để cho anh em giá là 400k. Tiếp tục mã số 21. Rồi 21 tiếp tục là cước flow carbon. Đây, tiếp tục là cước flow carbon, loại này là số 6 này. Sức tải là 17 kg, là 0.40, là dòng cước tàng hình dưới nước, mềm mịn và không bụi sắn. Rồi cuộn này độ dài là 500m. 500m này, loại này là số 6 nha. Số 6 này là về làm thẻo. Cước này là cước thẻo nha, mọi người có thể về làm rụt cũng được. Rồi, số 6 này sức tải cao, nên sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn là đây, một cuộn span này, dòng cước này, loại dòng này là cước nylon nha. Superman này, loại này là sức tải là 20 kg, là 0.55 này. 0.55 này, một cuộn này. Một cuộn này. Số 6. Chút. Rồi thêm anh em một cuộn số 8 nữa nè. Một cuộn số 8, loại này là 0.50, sức tải là 18 kg, dây là dây màu trắng luôn. Rồi combo anh em, cuộn này tặng thêm hai cuộn này. Giá vẫn bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k, mã số 21, 400k. Tiếp tục mã số 22. Rồi, tiếp tục mã số 22 nha. Rồi 22 tiếp tục là dòng cước PE. À, 22 tiếp tục là dành cho anh em về combo, về cho anh em săn hàng này. Loại này là 0.55 này, dòng là Daiko nầu địa nhạc này, 0.55, độ dài là 140m một cuộn này. Cuộn này là 0.55 này, độ dài là 150m này. Rồi loại này là dây, là dây màu trắng xám này, mấy dây này trắng xám nha. Rồi, tiếp tục là cuộn này là 0.60, là số 12 này, 140m này. Hai cuộn là 140m, 140m, 140m. Tiếp tục là cuộn này là 0.55 nữa. Rồi, ba cuộn 0.55 đều dây màu xám, tất cả dây màu xám nha. Rồi tổng chiều dài 4 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 4 cuộn này để cho anh em giá là 250k thôi. 250k thôi nha. Dòng cước Daiko nội địa Nhật Japan nha. Đấy. Hàng này thì đánh cực kỳ đã. Hàng này anh em kéo cả cây tre luôn. Mã số 22. Giá chỉ có 250k. Tiếp tục mã số 23. Rồi 23 tiếp tục là cước flow carbon. Loại này là số 7 nè, sức tải là 18 kg nha. Sức tải là 18 kg, tương đương với 0.45, là dòng cước sau, dòng cước flow carbon tàng hình dưới nước, mềm mịn và không bị sáng nha. Dòng này là dòng cước thẻo, anh em về có thể về làm trục cũng được vô tư nè. Loại này là 7.0, 0.45, sức tải là 18 kg, dòng cước flow carbon tàng hình mềm mịn và không bị sáng nha. Rồi thêm anh em một cuộn flow carbon số 9 nè, sức tải 20 kg, là 0.55 nè. Thêm anh em một cuộn thêm anh em một cuộn cước nha, dòng này là cước nylon nha, cước nylon màu trắng. Rồi cuộn này là số 10 này, sức tải là 22 kg sapa này. Rồi hai cuộn này, cuộn này 400k, tặng thêm hai cuộn, cuộn số 9 và cuộn số 10. Rồi giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k, mã số 23. Tiếp tục mã số 24. Rồi 24 tiếp tục là em có dòng cước flow carbon này, dòng này là dòng Daiwa nha, flow carbon 100% này. Đấy, dòng cước này là dòng cước đây, dòng cước tàng hình nha, dòng cước tàng hình flow carbon này, loại này chưa qua sử dụng nha, độ dài là 300m dây, sức tải là 3LB, sức tải là 3LB nha, flow carbon. Rồi cuộn này là 0.8, cuộn này 0.8 để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này 0.8 để cho anh em giá là 400k, 400k nha. Mà từ từ sale cho anh em thêm một cuộn flow, một cuộn Shimano về làm trục này là 0.22, độ dài 250m, cuộn này 400k, tặng thêm cuộn này, giá vẫn chỉ có 400k, mã số 24. Cuộn này là dây số 2, 250m nha, mã số 24. Shimano Daiwa, một cuộn Shimano, một cuộn Daiwa. Tiếp tục mã số 25. Rồi tiếp tục là mà em có một dòng cước PE nha, dòng này chuyên về cho anh em câu cá chép nè. Dòng cước PE Spe nha. Đấy, dòng này là của thằng Pháp nha, Frank nha, Frank của Pháp này. Cuộn này là bao nhiêu mét? 170m nè, một cuộn nè. Tiếp tục cuộn này là số 3 nha, là 0.30, cuộn này là số 3, độ dài là 300m nè, 300m nè. Đấy, dây là dây màu xám này, hai cụm này. Đấy, tiếp tục là cụm này nè, cụm này là số 5 nha, 170m chụp răng này. Đấy, tiếp tục cụm này là 200m nè, 200m số 5, là sức tải là 16 kg này. Đấy anh em thấy không,
hai cụ này là màu xám, cụ này là màu đà này, một cụ này là màu xanh rêu này, đấy màu xanh rêu này. Tiếp tục cụ này 300 mét nữa, rồi combo này anh em giá ngay anh em giật mình luôn, 300k thôi, 300k. Loại này là 0.30 này, là 300 mét này, chạy là dây dây ni lông này, dòng super này, loại này đây super ni lông loại A này, chuyên về cho anh em câu những con cá biển này nha, nhưng mà anh em câu cá sông rồi vẫn vô tư đấy. À đấy, tổng 5 cụ này nha, giá chỉ có 300k thôi. 5 cụ này giá là 300k, mã số bao nhiêu? Mã số 25, 5 cụ 300k. Rồi tiếp tục mã số 25 tiếp tục là dòng cước PE nè. Cước PE loại này là cước PE của ông Pháp nha. Độ dài là số 12 này là 0.60, độ dài là 100 móng ngựa và răng này. Cụ này đã bao nhiêu? Cụ này 140 mét nè. Cụ này là số 12 0.60, cụ này là số 10 là 0.55, dây màu xám nè, đấy. Cụ này là số 10 0.55, rồi cụ này là 200 mét. Cụ này là 200 mét, 400 mét, cụ này là 140 mét. Đấy. Là 540 mét, 540 mét thêm một cụm flow cụm Daiko, một cụm Daiko nào địa nhạc nữa Sapan. Đấy. Hôm nay combo về cho anh em đánh cá lớn thôi nha. Rồi mã số 25 để cho anh em giá bao nhiêu? Combo Sapan này, rồi combo này để cho anh em giá cũng chỉ có 300k, mã số 25 300k. Tiếp tục mã số 26. Rồi 26 tiếp tục là em có dòng cước Daiwa. Dòng cước Daiwa này, dòng này thì anh em nhiều anh em rất là thích câu này. Rồi, loại này là 0.40 này, độ dài là 100 m. Cụ này là 0.35 nha. Dòng này với một cước màu trắng nè, dòng này khỏe lắm. Dòng này cực kỳ khỏe nè. 0.40 là số 6, 0.50 là số 8. 0.50 đây nữa. Được rồi. Đây. Tiếp tục cụ này là 0.35 này, rồi. 0.35 là dây số 5, 0.40 là dây số 6 và 0.50 là dây số 8, ba cụ. Ba cụ. Rồi, thêm cụ một cụ đây qua 0.50 nữa, thêm cụ đây qua 0.50 nữa, độ dài là 200 m. Rồi combo này để cho anh em giá bao nhiêu? Combo này để cho anh em giá là đấy, bình thường một cụm này giá là đã 300-400k rồi. Rồi combo anh em 4 cụm này để cho anh em giá chỉ có 300k thôi. Đấy. Mấy dòng này đánh cực kỳ khỏe luôn nha. Dòng này cũng đánh cực kỳ, dòng Trico này là Sapan này, nội địa Nhật này. Đấy. Dây là dây màu xám này, ba cụm này màu trắng. Rồi để cho anh em giá là 300k thôi. Là chấm tổng chiều dài là 500 mét dây nha. Mã số 26, 500 mét dây. Tiếp mã số 27. 27 tiếp tục là em xem một người mới cụm Hero này đây. Cụm này là cụm Hero, là loại này là 200 mét này, là 0.40 nè. Đây số 6 nè. Cụm này là New Screenline Tournament nha. Dòng này New Screenline Tournament 170 mét là 0.37 nè. Cụm này là số 6, cụm này là số 5. Cụm này là số 5. Rồi, tiếp tục. Cụm này là số 4 nè. Cụm này là số 4 0.32 10 kg nè, 100 mét nè. Rồi, cụm này 170, cụm này là 200, cụm này là 100 mét. Rồi. Là số mấy rồi? Số 5, số 6, số 4. Số 5, số 6, số 4. Rồi cụm này là cụm số 8. Rồi, một cụm số 3 nữa. Đấy. Một cụm số 3 nữa nha, một cụm số 3, loại số 3 này là xuất tải 8,7 kg rồi. Combo anh em 25 cụm này, 5 cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? 200k thôi. Rồi, số 5 200 m. Số 5 số 3 100 m. Số 6 170 m. 170 m. Số 6 là 200 m chứ, số 5 là 170 m. Số 4 là 100 m và số 8 100 m. Rồi combo anh em 5 cụm này giá là 200k. 5 cụm 200k. Mã số 27. Xem hết đống này luôn. Tiếp tục là cụm New Screenline, loại này là 2.5 này. Cụm này là 2.5 này, cụm này là cụm số 1 này. Cụm này số 2.5, cụm này là cụm số 1 này. Hai cụm là cụm này là 100 m, cụm này là 100 m, là 200 m này. Để em lấy cụm nhỏ nhỏ nha. Có gì hai cụm. Rồi cụm này là số 3 này. Cụm này là số 3 là 100 mấy nè, rồi 1 2 3 cụm này, 3 cụm. Tiếp tục là cụm này là số 3 này, hàng Sapan này. Rồi. Tiếp tục là dây màu trắng, dây này là dây số 3. Đã thấy số 2 rồi bắt rồi. Số 4.
Rồi cuộn này là cuộn số 4 này. Cuộn này số 4 100 mấy sức tải 10 kg 0.32 này. Rồi 1 2 3 4 5. 5 cuộn này. 5 cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 5 cuộn này để cho anh em giá là 200k thôi nha. 5 cuộn này để cho anh em giá là 200k mã số 27. Rồi. Đầu tiên cuộn này là số 3, sức tải 8.7 kg. Là dây màu trắng này. Rồi cuộn này là dây màu 7 màu này, dây 7 màu nhìn anh em nhìn đã không? Anh em nhìn cái sợi dây Nhật nó nhìn nó bóng bẩy nhìn đã không? Là số 3 này. Rồi cuộn này là cuộn màu trắng, dây màu trắng này. Cuộn này là dây màu gì đây? Dây này là dây màu xanh này. Đấy, cuộn này cũng màu trắng. Rồi combo anh em 5 cuộn này giá chỉ có 200k thôi. 5 cuộn 200k. Là chấm chiều dài 5 cục 200k nha. Mã số 27. Tiếp tục mã số 28. Rồi 28 tiếp tục là em có loại này là số 12 này, số 12 nhiều nè. Loại này là dây màu xám này, anh em thấy nè, em để cho anh em hay lắm. Đây, dây này dây màu xám. Cái dây này là dây màu đà đà đây, số 12 140 m, cuộn này là 90 m đấy. Cuộn này là 180 m cũng số 12, anh em thấy không? Đọc vậy á, 140 m này 90 m, 180 m. Rồi, cũng số 12, rồi cuộn này cũng 90 m đấy. Cuộn anh em thấy không? Ba màu. Màu này. Rồi bốn cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 200k thôi. Bốn cuộn này 200k. Ít quá, sale thêm cuộn số 10 nữa. Rồi, một cuộn số 10 nè, một cuộn số 10 Japan này 0.60 này, sức tải 23 kg. Rồi combo này về anh em vừa chơi vừa bỏ luôn, 200k thôi. Năm cuộn này 200k nè. 90 m 180, 90 m 140 và 100 m. Rồi. Vừa bán vừa chơi, anh em vừa về câu chán luôn. Rồi, 200k mã số 28. Tiếp tục mã số 29. vẫn còn. Rồi để em coi nè. Rồi, 29 nè, cuộn này là cuộn số 8 nè. Cuộn này là cuộn số 8 100 mấy nè, cuộn này là cuộn số 8 100 mấy nè. Cuộn này mà cuộn số 8 nữa nè. Cuộn này là cuộn số 7 nè. Cuộn số 7 nè 200 mấy, cuộn số 8 100 mấy, cuộn số 8 100 mấy, cuộn số 8 100 mấy. Rồi, cuộn số 10. Cuộn số 10 là 100 mấy. Bán cuộn số 7 nữa, cuộn số 7 này là 16 mấy rồi, combo anh em hai. Nhiều hơn một cuộn rồi, hai năm cuộn này nha, năm cuộn này để cho anh em giá là 200k, mã số 29. Năm cuộn này 200k nha. Đây, số 10, số 8. Số 8 màu xám. Số 7 200 mấy và số 8 100 mấy rồi. 200k, mã số 29 200k. Tiếp tục mã số 30. Rồi số 4. Số 6. Số 4. Cuộn này là số 4 này, 100 mấy, cuộn này là số 6 200 mấy, cuộn này là số 4 100 mấy. Cuộn này là số 4 100 mấy. Tiếp tục là cuộn số 5, mới thấy số 5 rồi. Đây. Cuộn này là số 5 100 mét đây, dây màu trắng nè. Cuộn này là 100 mét, số 4 là 0.32 nè, 0.37 nè. Tiếp tục là cuộn này là 0.35 nè, dây màu này nè, anh em nhìn nha. Dây này dây 7 màu nha, anh em nhìn sợi dây nó cước trong đẹp không. Rồi, cuộn này là dây màu số 6 nè, 200 mét. Cuộn này là số 4 nè, mấy dòng này nó bị dính bụi bẩn thôi nha. Dây còn cực kỳ chắc khỏe nha mọi người, dây rất là đẹp luôn. Đây em lau qua sơ cái tay nè, anh em nhìn sợi dây cước đã không. Rồi. Combo anh em 5 cuộn này 200k luôn, mã số 27. Một cuộn số 5, một cuộn số 4, một cuộn số 4, một cuộn số 6, một cuộn số 4. Rồi, mã số 29. 200k. Tiếp tục mã số 30. Rồi, tiếp tục mã số 30, 30 tiếp tục là một cuộn fishing line, dòng là cước tím thì anh em biết rồi, một trong những dòng cước cực kỳ cao cấp, là dòng cước tàng hình dưới nước mày mịn và tuyệt đối không giờ bị sáng. Cuộn này là 500 m nha, 500 m 2.5 là sức tải là 26 kg, là sức tải 0.26, 2.5 là sức tải 9.3 kg, là dòng cước sao, là dòng cước và lau carbon tàng hình dưới nước mày mịn và tuyệt đối không giờ bị sáng. Lọ này là số 30 nha, 30, cuộn này là 2.5
kiếm thêm cuộn trục. Rồi 0.5 để em tìm thêm cuộn trục nha. 2.5 này là 0.26. Thêm em một cuộn trục và lâu carbon loại này là số 5, sức tải là 16 kg. Rồi cuộn này là số 2.5, về anh em chuyên lòng này là dòng phao lướt và lâu carbon chuyên về cho anh em câu chép nha và anh em câu biển. Mấy dòng này thì dòng này là cực kỳ nhạy cá luôn, là tại vì sợi dây nó mềm mịn và tuyệt đối không xoắn. Mã số 23 30 đấy, dòng này là cực kỳ dai luôn nha, cực kỳ dai và đanh luôn. Anh em về mà câu dòng cước tím là anh em mê luôn với dòng này nữa. Hai con này nha, mã số 30, giá chỉ có 40k. Tiếp tục mã số 31. Rồi 31 tiếp tục là cước phần lâu carbon loại 3.0. Chờ em chút nha. Đây. Nhiều quá phải đi lấy hàng. Đây. Mã số 31 này là dòng cước flow carbon này, loại này là 3.0, sức tải là 9.9 kg, là 0.28, là dòng cước flow carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị xoắn nha. Rồi mã ba số 31 này chuyên về cho anh em làm thẻo câu câu chấm đen câu chép, dòng này là chuyên cho anh em đánh chép với lại anh em đánh cá nước ngọt nha, cá nước ngọt đánh biển. Nói chung là dòng này là dòng cực kỳ nhạy và nó cực kỳ dai chắc nha. Anh em nào mà cần một cuộn dây cước mềm mịn mà không bị xoắn mà cực kỳ dai thì lấy cuộn này nha. Cuộn này thì anh em về làm trục câu ISO đồ cũng rất là ngon luôn. Rồi làm dòng này là dòng fishing line, dòng classic boat nha, dòng chữ vàng này nè. Ba đây flow carbon 3.0 0.28 500m đấy. Anh em mua dòng này về anh em câu anh em mê luôn. Rồi cuộn này mã số 31 cuộn này để cho anh em giá là 400k nha. Rồi thêm anh em một cuộn trục loại này là số 6 này. Số 6 là sức tải là 17 kg, là 0.40 này, là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và không bị xoắn luôn, hai cuộn này. Rồi mã số 31 cuộn số 3 là tặng thêm cuộn trục số 6, sức tải là 17 kg. Rồi lũ này loại nào là vừa làm trục vừa làm thẻo nha. Anh em cần một sợi dây chắc bền dai đấy, cực kỳ đanh luôn. Mã số 31 giá 400k. Tiếp tục mã số 32. Rồi 32 cũng tiếp tục là flow carbon nhưng mà loại này là 4.0 nè. Loại này là flow carbon 4.0, là 0.32 nè, là 0.32, là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha. Rồi 4.0, anh em cũng cần một dòng cước dai mềm mịn và đây dòng này là cực kỳ đanh luôn nha. Anh em cứ kéo con cá chạy mê mặt nước luôn. Anh em có thể làm trục đánh lục đầu cần cũng được nha, nhưng mà dòng này là dòng thẻo chuyên chép, chuyên cá nước ngọt và cá biển cũng cực kỳ nhạy luôn. Rồi mã số 32 là dòng cước tàng hình như nước mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Tàng hình là sao? Xuống nước là anh em không còn thấy cước nữa. Cước này màu tím nhưng mà ra là nó màu trắng nha. Dòng này nó không bị xoắn nha. Mã số 32 cuộn này để cho anh em giá là 400k, là cuộn này là 4.0. 4.0 thì cũng thấy anh em một cuộn trục loại này là số 6 đi. Số 6 loại này là 0.40, sức tải là 17 kg, dây màu trắng luôn, flow carbon. Dòng này dòng super và fishing line, cuộn này là dòng fishing, cũng là fishing line nhưng classic, dòng là fishing line dòng super. Mã số 32 giá 400k. Tiếp tục mã số 33. Rồi, 33 cũng tiếp tục là flow carbon, loại này là loại số 5 này. Loại này là loại số 5 chuyên về cho anh em làm thẻo câu chấm đen hoặc là anh em câu cá biển. Nói chung là cá nước ngọt thì khỏi phải bàn luôn, tại vì con chép cực kỳ khó ăn nhưng mà dòng này nó nói câu chép là cực kỳ nhạy luôn, siêu nhạy luôn nha. Vừa làm trục vừa làm thẻo, anh em nhìn sợi dây này. Đấy, loại sợi dây tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị xoắn. Đấy. Rồi mã số 33 để cho anh em giá bao nhiêu? 5.0, sức tải là 16 kg, độ dài 500m, để cho anh em giá chỉ có 400k. Đây. Đây nè, cước đây nè, cước đây này, anh em nhìn nè, xuống đây cước là nó tàng hình đây nha. Đấy, dòng này nè, anh em nhìn nè. Khi mà bình thường một dòng cước bình thường nha, anh em viên lại thế này nè. Em viên thế này là nó xoắn như là xo luôn. Đấy, nhưng mà dòng này anh em nè, này em viên thế này là anh em biết rõ gì nữa. Thả ra nè. Thả ra là nó chỉ búng cái chỗ này nè. Đấy, nó chỗ này là chủ yếu nè, thấy không? Khi anh em con cá nó rị mạnh hay là mình rị mạnh á là dây nó thẳng ra lại, nó cực kỳ hay vậy á. Này anh em thấy không? Dây nó thẳng ra lại liền đó. Là dòng cước sạc flow carbon, càng kéo là càng thẳng, càng kéo là càng thẳng. Đấy, nó thẳng. Đấy.
Dòng này là cực kỳ trâu bò luôn, dòng cước tàng hình với nước mềm mịn và tuyệt đối không xoắn. Rồi cuộn này để cho anh em giá là 400k, 5.0. 5.0 rồi, thêm anh em một cuộn trục đi, một cuộn trục số 7 nha. 5.0 thì em sẽ tặng cho anh em một cuộn trục số 7, sức tải là 18 kg, 0.45, là dòng cước tàng hình với nước mềm mịn và không bị xoắn. Cuộn này vừa làm trục vừa cùng thẻo luôn. Rồi hai cuộn này giá mã số 30. Cuộn này cũng vậy nha, vừa trục vừa làm thẻo, tại vì pha lâu carbon là tất cả là cước thẻo. Nhưng anh em làm trục cực kỳ khỏe, cực kỳ trâu luôn, mã số 32. Giá cũng chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 44. 34. Rồi. 34 tiếp tục là pha lâu carbon số 6. Đây. Pha lâu carbon số 6 này, loại này là 6.0, sức tải là 17 kg, là 0.40 500m. Đây là dòng cước pha lâu carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và không bị xoắn và cực kỳ dai luôn. Cực kỳ dai, cực kỳ chắc khỏe nha anh em. Cứ anh em câu cầu, anh em làm trục, anh em kéo cá từ 30 mét nước nên kéo lên cái trên cầu là anh em vẫn kéo thoải mái nha, không sợ bị đứt nha. Dòng này là cực kỳ dai, cực kỳ khỏe luôn. Rồi mã số 34, 6.0 là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không dầu xoắn. Anh em về đánh lục đồ cần hay anh em về làm trục đồ, làm thẻo đồ, lưu rê lóc đồ khỏi phải bàn luôn nha. Rồi 0.40, số 6, sức tải là 17 kg, 500m, dòng cước pha lâu carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và không bị xoắn và siêu dai dẳng luôn. Rồi mã số 6 sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn trục nha, một cuộn trục pha lâu carbon số 8. Rồi mã số 34, pha lâu carbon số 8 này, sức tải là 21 kg, 0.50 giây, là dây màu trắng này. Rồi cuộn này là số 6 tặng thêm cuộn số 8 để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. Mã số 34. Tiếp tục mã số 35. Rồi 35 tiếp tục là dòng này là dành cho anh em về làm thẻo câu cá lớn nha. Rồi 8.0 này, 8.0 là 0.50, sức tải là 21 kg, là dòng cước pha lâu carbon tàng hình dưới nước mềm mịn và không bị xoắn. Cái này nó bung ra là tại vì em nó bung ra em cuốn lại bằng tay này, anh em nhìn thế này, nhưng mà anh em nhìn cái lớp bên trong này đấy, có một khúc nhỏ chỗ này thôi nha, là chuẩn 500 mấy, cho mọi người cứ vào máy là mọi người biết. Rồi loại này là cước thẻo, chuyên về anh em có thể về làm trục làm thẻo nha. Sức tải chuẩn 21 kg, 0.50, là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị xoắn và cực kỳ dai, cực kỳ chắc khỏe. Mã số 35 đảm bảo anh em khi mà dùng tới dòng cước này là chưa bao giờ anh em dùng dòng cước nào tốt như dòng cước tím này luôn. Mã số 35 giá là 400k. 400k. Đấy. 400k. Rồi dòng này bình thường nó giá cả triệu bạc nha, nên mà cái giá 400k là bái anh em chơi, anh em trải nghiệm nữa. Rồi loại này là 0.60, tặng thêm cũng 0.60. Loại này là đấy, da màu trắng nữa, hai cụm. Cuộn kho số 12, cuộn này số 8, tặng thêm cuộn pha lâu carbon vừa làm trục vừa làm thẻo số 12. Rồi mã số 35, giá vẫn chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 36. Rồi 36, hình như cuộn tím em cũng có số 7 á, 0.45. Rồi tiếp tục 36, 36 tiếp tục là cặp PE. Rồi, em có dòng này là PE nè, dòng này là PE siêu bền nha. Dòng này là PE siêu bền, nó có cái hai của dòng này là PE siêu bền kháng mặn, chuyên về cho anh em lưu ri biển. Còn riêng anh em lưu ri lóc, anh em sắp cỡ nào nó cũng không bị bung, không anh em câu lóc á là thường thường là hay bị nổ dây. Đảm bảo anh em đánh dòng này là không bị nổ dây luôn nha. Đấy, dòng này là dòng PE. Anh em về lưu ri, anh em câu ngâm biển đồ vô tư hết. Dòng này là dòng PE siêu bền kháng mặn, chuyên về cho anh em câu biển. Nhưng anh em câu lóc thì khỏi phải bàn, tại vì sao? Loại này là 1.5 20 lb, nó sức tải tới 10 kg cá biển, thì cá biển nó khỏe gấp đôi cá nước ngọt luôn. 20 kg thì bằng cả 20 kg cá nước ngọt, nên anh em cứ kéo cá đồ thoải mái luôn nha. Rồi loại này là 1.5, là dòng PE siêu bền loại 8. Đấy, anh em nhìn sợi dây này. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 500 m, để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k. Loại này là 1.5 này, là 0.20 nha. Đấy, 0.20. Rồi em sẽ thêm em một cuộn pha lâu carbon dòng Lander. Rồi thêm một cuộn pha lâu carbon Lander nha. Loại này là số 9 này, 50 m, sức tải 21 kg. Dài loại này da màu trắng. Dòng này là dòng Lander nha, dòng Lander, dòng Spear nha. Spear này là của thằng Shimano nha. Dòng này là cực kỳ ngon luôn. Rồi hai cuộn này để cho anh em giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 36. Tiếp tục mã số 37. Rồi 37 tiếp tục là em có loại này là PE đây, PE siêu bền. Loại này là PE siêu bền kháng mặn, chuyên về cho anh em câu biển. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá chỉ có
400k, loại này là 500m 4.0 là tương đương với 40 lb là 0.32. đây anh em nhìn sợi dây này, đây sợi dây này siêu bền kháng mặn, chuyên về cho anh em câu biển kháng mặn nha mọi người. Nào loại này anh em câu biển khơi được rất là cũng rất là ngon, sức tải là tới 40 lb, mà 40 lb là sức tải là 20 đến 22 kg. Rồi cuộn này 4.0 này, 4.0 sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn PE Lander này. PE Lander loại này là số 2, sức tải là 14 kg, này dây là dây màu đen này. Rồi hai cuộn này nha, hai cuộn này, cuộn này là cuộn PE siêu bền kháng mặn, chuyên anh em câu biển, tặng thêm một cuộn PE Lander này dây màu xám. Rồi mã số 37, giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 38. Rồi 38 tiếp tục là giới thiệu cho anh em là dòng cước PE. Cước PE loại này thì em có nhiều size nha. Rồi cước PE là sao? Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE giúp dây cực kỳ chắc khỏe. Anh em muốn một loại dây này nè, rẻ, bền và đẹp, là nó câu càng thẳng nha. Là dòng này là dòng không phải là cước thẻ, chuyên về cho anh em làm trục nha. Cước 7 màu nè, anh em nhìn sợi dây nè. Tại vì sau cước PE này anh em nhìn sao như bị cước sợi cước bình thường đúng không? Tại vì nó nấu lại như hợp kim vậy á. Nên nhưng mà cái dây này là cực kỳ chắc khỏe, anh em câu là anh em cũng rất thích. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng 1 cuộn là 200k, còn nguyên lốc này sale anh em giá là bao nhiêu? 300k. Rồi 300k là anh em có 1000 mấy dây 3.0 0.30. rồi mã số 38, nguyên lốc này để cho anh em giá chỉ có rồi, để cho anh em giá chỉ có 300k thôi. Rồi em lên 38 mã nha, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại đây. Số điện thoại của em là đây 079 nè, 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193, hoặc là anh em liên hệ số điện thoại là 0899202119 nha, 0899202119. Đây, để thế nào cho anh em dễ chụp hình hành lại nè. Đấy, loại này là Zalo, tại vì cái Zalo này nó đầy quá, người ta kết bạn nhiều quá rồi. Còn loại này là câu cuộn này là số mới này là còn rất là nhiều nha, anh em kết bạn qua đây giùm em nha. Zalo này 0899202119, anh em có thể gọi điện luôn số này cũng được.